Đây là một cô gái không có gì kỳ lạ, nhưng câu chuyện của cô thì lạ. Cô gái này là Mai Hoa. Trong một lần thức khuya căng não học cái gì đó mà không thuộc, Mai Hoa đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, cô giật mình thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó. Trước mặt là một người lạ hoắc, người này cứ mời cô làm gì đó. Dạ, mời bạn lên trên ngồi thiền ạ. Hoảng loạn nên Mai Hoa từ chối, bảo rằng mình không biết ngồi thiền. Người này thấy vậy liền dẫn Mai Hoa qua một chỗ gọi là khu vực cho người mới đến. Tuy lo muốn xỉu nhưng cô đánh liều vào trải nghiệm. Trong lúc ngồi thiền cái chân cô phản đối quá trời, nhưng nhờ có thầy cô ở đây hướng dẫn chi tiết nên Mai Hoa thấy bớt nặng đầu hơn trước nhiều. Sau đó Mai Hoa đi ra ngoài quan sát xung quanh thì có một số người lạ xuất hiện và mời cô dùng cơm. Lạ lùng ở chỗ, những người kia lúc nãy ở ngoài rất niềm nở mời mọc liên tục, nhưng lúc vào bàn ăn thì không ai nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ xới cơm, gắp đồ ăn cho nhau. Ở một nơi xa lạ, Mai Hoa cũng hơi đắn đo, nhưng vì đồ ăn ngon quá nên cuối cùng cô ăn hẳn 3 chén. Sau khi ăn xong, Mai Hoa được mời lên trên lầu trên tụng kinh. Lần đầu cô thấy kinh tụng thuần Việt hoàn toàn, và được phổ nhạc nghe rất sang trọng và thuần Việt, Mai Hoa thấy xúc động. Sau đó lại đến thời khóa ngồi thiền. Cảm giác đau chân lúc nãy vẫn còn, nhưng bởi vì cô là vua lì đòn thứ thiệt nên cô kệ nó mà bắt chân ngồi thiền với mọi người. Không ngờ, dù ngồi thiền đau chân nhưng ngồi thiền xong cô lại không cảm thấy áp lực hay căng não như bình thường nữa. Thấy nơi này khá lạ nên cô quyết định bắt chuyện với người kế bên, hỏi rằng đây là đâu, hiện giờ năm nào. Có thể thấy người này hơi sốc với câu hỏi này nhưng vẫn nhiệt tình trả lời cô. Hóa ra cô đã xuyên không đến khóa thiền hàng tháng ở chùa Từ Tân, diễn ra từ thứ 6 đến chủ nhật, nơi mọi người và các bạn trẻ về đây để tu thiền, cũng như làm công quả phục vụ mọi người. Hèn gì có rất đông các bạn thanh niên về đây và ai cũng dễ thương, chăm sóc mình rất tận tình. Người này còn tiết lộ thêm rằng hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2023 và ngày mai sẽ có buổi thuyết giảng của một vị giảng sư, thượng tọa tiến sĩ Thích Chân Quang, điều mà mọi người đều rất mong chờ. Mai Hoa thấy rất thú vị, định hỏi tiếp thì hoảng hốt thấy tất cả mọi người đều quỳ lên, thì ra chỉ là quý thầy mời mọi người quỳ lên để lễ Phật sau thời thiền. Khi tiếng chuông vang lên bong một cái thì cô giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang ngồi ở bàn học. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng mơ kiểu này bánh cuốn quá. Mai Hoa theo thói quen mở điện thoại ra lướt thì vô tình lướt trúng thư mời tham gia khóa thiền Từ Tân của trang Chúng Thanh Niên Phật Tử Phật Quang vào ngày hôm sau. Hơi bất ngờ nhưng cô bấm ngay vào link đăng ký vì muốn tìm lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong mơ. Bộ phim này cho thấy giấc mơ này giúp Mai Hoa tìm được một nơi phù hợp cho tâm hồn mình. Còn bạn, nếu bạn muốn tham gia khóa thiền, hãy đến chùa Từ Tân để được trải nghiệm như Mai Hoa nhé.